Chấm truyền có những kẻ lợi dụng bệnh để tăng sức mạnh khủng khiếp mà không cần thông qua nỗ lực quá nhiều. Người Namek sẽ hấp thụ hai người ra một người mới với sức mạnh tăng lên hàng trăm lần. Điển hình như Neo truyền hết bản thể của mình vào Piccolo để ra siêu Namek cực mạnh. Sức mạnh từ vài chục nghìn lên tới hàng triệu. Siêu Namek là dung hợp với Thượng Đế Kami bản thể của mình thì sức mạnh từ vài triệu đã lên tới vài trăm triệu mà không phải quá vất vả. Bọn Saiyan thì xài bệnh hồi sức hồi sinh. Người Saiyan tuyên truyền sau một cuộc chiến sinh tử mà không chết hoặc mỗi lần hồi sức sau chiến đấu, sức mạnh lại tăng từ vài lần cho đến hàng chục lần. Vậy là tụi này cứ thuê nhau luyện tập, ăn đậu thần hay là tự sát rồi kiếm một thằng bứt máu khiến sức mạnh tăng lên mức bá đạo. Sau đó thì unlock ra vô số kỹ năng biến hình tăng hàng chục, hàng vài chục lần sức mạnh căn bản. Từ bọn Saiyan dẻ rách sức mạnh vài nghìn, đã lên tới các siêu Saiyan cấp thần sức mạnh lên tới hàng tỷ tỷ tỷ. Đấy là mấy thằng Saiyan cấp thần còn chưa thèm dung hợp với nhau đấy. Tộc Frost Demon thì có Frieza với tư chất thiên tài, cứ mỗi lần tu luyện vài tháng là sức mạnh tăng theo cấp số nhân. Vì thằng này lười biếng tưởng mình là người mạnh nhất vũ trụ rồi nên không luyện thêm, cho rằng 100 triệu sức mạnh là bá chủ vũ trụ rồi. Sau này do giận người Saiyan, lên luyện tập vài tháng lên tới Golden Frieza sức mạnh hàng tỷ tỷ. Cái đám người cấp thần Kaio thống lãnh vũ trụ thì đeo bông tai để hợp nhất tăng cấp số nhân sức mạnh. Ngoài ra còn điều múa dung hợp khiến hai người có thể kết hợp với nhau trong thời gian ngắn để tăng sức mạnh cực đại nữa. Hay là nhà bác học Zero có tài năng nhặt gen về và liên kết với nhau tạo thành các sinh vật bá đạo như là xem bỏ hung.